Khởi nghiệp với mì gói từ 20 năm trước, ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch tập đoàn Masan đã trở thành tỷ phú đô la Mỹ thứ 3 của Việt Nam với khối tài sản được định giá ở mức 1,2 tỷ đô la. Trong số những doanh nghiệp đã thành công với mì gói tại Đông Âu thì hiện chỉ có tập đoàn Masan do ông Quang lãnh đạo là tiếp tục kinh doanh mặt hàng này tại Việt Nam. Sinh năm 1963 tại Quảng Trị, ông Nguyễn Đăng Quang có trong tay bằng tiến sĩ vật lý hạt nhân tại Viện Hàn Lâm Khoa học Belarus và từng có một thời gian dài sinh sống tại Đông Âu. Vào thời điểm những năm 1990, ông Quang bắt đầu khởi nghiệp bằng việc bán mì gói cho những người Việt đang sinh sống tại Nga. Sự nghiệp kinh doanh cũng gắn liền với ông từ đó khi công việc làm ăn của ông ngày càng trở nên thuận lợi. Ông Quang đã xây dựng nhà máy sản xuất với công suất 30 triệu gói mì mỗi tháng và sau đó mở rộng đầu tư sang đậu nành, cá và tương ớt. Trong lịch sử phát triển của Masan, mì ăn liền có thể xem là anh cả. Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang của tập đoàn Masan được giới truyền thông gọi là người dạy người Nga dùng mì gói và tương ớt, khi những lô mì gói đầu tiên của ông đã thành công trên thị trường Nga cách đây khoảng 20 năm. Đến năm 2002, ông Quang đưa Masan trở về quê nhà bằng việc tung ra thị trường sản phẩm đầu tiên, nước tương Chisu. Sang năm 2003 thì bắt đầu có thêm nước mắm Chisu. Đến năm 2007, Masan mới bắt đầu đánh chiếm thị trường mì gói bằng sản phẩm Omachi. Cuối năm 2015, ông Nguyễn Đăng Quang ký kết đối tác chiến lược với Sinha của Thái Lan, kèm theo tuyên bố sẽ mở rộng thị trường kinh doanh thực phẩm và đồ uống ra các nước ASEAN. Cuối tháng 9 năm 2016, chỉ trong vòng 9 tháng kể từ ngày hợp đồng với Sinha được ký, Masan tung ra sản phẩm nước mắm với tên gọi Chisu Yok Thong cho thị trường Thái Lan. Không giống như việc đưa mì gói, tương ớt xuất khẩu vào Nga hàng chục năm trước, việc xuất khẩu Chisu Yok Thong vào Thái Lan đồng nghĩa với việc Masan phải đương đầu với hàng trăm sản phẩm cùng loại ở thủ phủ của nước mắm. Cho đến năm 2017, Masan dưới tay lãnh đạo tài tình của ông Nguyễn Đăng Quang đã tiếp tục mở rộng sang ngành hàng thịt với các sản phẩm từ thịt, cho thấy tham vọng của ông chủ Masan về một căn bếp Việt ngày càng rõ. Chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Masan, ông Nguyễn Đăng Quang liên tục đưa ra hình tượng của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long để minh họa cho chiến lược của công ty. Ông Quang cho rằng Lý Tiểu Long không có nhiều lợi thế về sức vóc và cơ bắp, nhưng thường chiến thắng bằng cách lựa chọn đúng giá trị của bản thân. Bên cạnh trụ cột Masan Customer, tập đoàn của ông Quang còn có hàng loạt các doanh nghiệp đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của Masan Group như Masan Resources, Masan Agri, Proconco, Vina Cà Phê Biên Hòa, Masan Food, Bia Phú Yên. Mang trong mình những tham vọng và hoài bão lớn lao, ông chủ hàng tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Đăng Quang cho rằng khi phụng sự đúng nghĩa cho nhu cầu của người tiêu dùng, đem lại cho họ những giá trị đích thực, bạn sẽ được tưởng thưởng và đi ra được thế giới. Và đó cũng chính là tôn chỉ làm việc của ông, là cách mà ông đã chèo lái con thuyền Masan đi đến đích thành công của ngày hôm nay.